Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Steven Trần Financial. Chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance, no income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Trần. Gọi ngay 714-791-2222. Tân Sinh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Đặc biệt, chúng tôi có những chương trình Clever Care 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tansanhyen.com. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona. Kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Gia Hân Music and Videos 407-704-6970. Free shipping. Nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Công ty Thẻ Xanh chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn 714-766-3345. Việt Face Today cùng với Thanh Lê Diệp và anh Dũng trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình ngày hôm nay thứ hai đầu tuần ngày 12 tháng 8 2024. Xin được cầu chúc sức khỏe đến cùng tất cả quý khán giả thân mến. Một tuần lễ dồi dào sức khỏe đến với tất cả chúng ta. Xin kính chào Thanh Lê. Xin chào Dũng, xin kính chào quý khán giả. Không biết là cuối tuần vừa qua bạn có đi tham dự cái chương trình mà thành phố Westminster lại văn bản tên đường mới không? Không, thưa quý vị, tại vì lúc đó tôi bận đi làm. Dù mới nói cuối tuần nhưng thực sự rằng là cái sự kiện nó xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày thứ sáu. Ngay trên đại lộ Bosa trước cái khu chợ mà TNK đó, thì trong trong cái ngày đó quý đang thấy khu TNK là nơi mà có cái gì như là có quán hỷ rồi một số các nhà hàng nó cũng rất là quen thuộc. Thì may mắn rằng là khi mà nghị viên Nam Quang Nguyễn và cũng như là nghị viên Amy Phan West đã có cái ý tưởng là thay đổi cái bảng hiệu đường thôi. Trước đây cái tên nó là cái gì Asian Way hay gì đó, thì sau này đổi lại rằng là bảng đường Hai Bà Trưng để mà kỷ niệm một cái lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì trong cái sự kiện này quý vị thấy rằng là khi mà anh Nam Quang cũng như là cô Amy tổ chức cái sự kiện họp báo để mà chính thức gọi là thượng cái bảng này lên trên cao đó, thì cũng có sự tham dự của trong hình quý vị thấy rằng là dân biểu liên bang Michelle Steele, dân biểu tiểu bang Tạ Đức Trí cũng như là dân biểu James Gallagher, một khách mời mà ông Trí mời xuống từ Sacramento. Ông Gallagher là trưởng khối đảng Cộng hòa tại Hạ viện của Cali. Kế bên ông Trí là hình của luật sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục học khu Garden Grove, cũng như hiện nay là đang ứng cử cho chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove. Thì đây là những người dân cử mà chúng tôi thấy sự hiện diện trên cái video mà Đài Việt Face đã ghi nhận được trong cái sự kiện vào ngày thứ sáu của tuần trước. Cái sự kiện này nó xảy ra rồi, nó xảy ra sau khi mà anh Dũng có thể là làm tin, cho nên rằng là cái buổi đó chúng tôi không có đưa tin kịp, phải đợi tới ngày thứ hai hôm nay thì mới đưa tin. Xin cảm ơn anh Nam Quang cũng như là cô Amy Phan West đã đưa ra cái sáng kiến này cho cư dân, cho cộng đồng Việt Nam cư ngụ ở tại khu vực Little Sài Gòn. Đây cũng là một loạt trong các sự kiện mà thành phố Westminster đã nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua, thưa quý vị. Tại vì trước đó chúng ta cũng biết đó, là một số các cái con đường ở chung quanh khu Phước Lộc Thọ, chẳng hạn như đường một đoạn đường Moran, một đoạn đường Bishop, một đoạn đường West State cũng đã được đổi lên bằng các cái tên ở Việt Nam. Và như vậy là dần dần trong khu Little Sài Gòn này, khu trung tâm của Little Sài Gòn, ở chung quanh khu Phước Lộc Thọ, chúng ta đã có một số bảng tên đường tiếng Việt. Đây là cũng là một cái sự tự hào và cũng là một cái nỗ lực rất lớn của chính quyền thành phố Westminster với một số các cái nghị viên gốc Việt của chúng ta, cũng như là thị trưởng gốc Việt Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Thì nghị viên thì chúng ta biết rồi, có các nghị viên như là Nam Quang Nguyễn, Amy Phan West. Vâng, và bây giờ thì chắc là chúng ta vào bản tin chính ngày hôm nay, thưa Tyler. Vâng, thưa quý vị, bản tin chính bắt đầu trong phần này, tin liên quan đến việc tỷ phú Elon Musk sắp sửa sẽ gặp ông Donald Trump, cũng như là sẽ có cơ hội để mà phỏng vấn ông Donald Trump trên nền tảng X, là một nền tảng mạng xã hội của ông, trong ngày thứ hai hôm nay, trong một sự kiện mà nó có thể đem tới một số các bất ngờ khác không lường được. Trong cái nền chính trị mà hiện nay đang gặp rất nhiều cái mà người ta gọi rằng là sóng gió, phong ba, bão táp, cuộc phỏng vấn này sẽ được diễn ra vào 8 giờ chiều giờ miền Đông Hoa Kỳ, và nó cũng có thể tạo cho một cái diễn đàn để cho cựu tổng thống Trump
có cái cơ hội để mà giành lại được cái sự chú ý trong nhiều ngày qua, khi mà cái sự chú ý của giới truyền thông tập trung rất nhiều vào việc bà Kamala Harris chọn ra phó tướng mới của bà trong liên danh tranh cử này. Và hiện nay các cuộc thăm dò dư luận vừa thấy rằng là bà Kamala Harris và ông Trump đang ngang ngửa nhau tại các tiểu bang chiến địa cũng như là trong các cuộc thăm dò toàn quốc. Ngày hôm qua, Chủ nhật, thưa quý vị, đã đánh dấu lễ bế mạc chính thức Thế vận hội Paris 2024. Và trong những cái trận đấu cuối cùng, một trong những trận đấu cuối cùng đó là trận đấu giữa Hoa Kỳ và đội Pháp về đội tuyển bóng rổ nữ. Và cả hai đội đã có một cái cuộc đấu rất là hay theo như những người đã nhận định. Ngoài ra còn có một số các cái màn trình diễn đặc biệt của các tài tử Tom Cruise, của các ca sĩ hoặc là các hip hopper như là Snoop Dogg, Billie Eilish và nhiều nghệ sĩ khác ở trong cái lễ bế mạc này. Riêng cái phần tổng kết những cái kết quả của cái chương trình Thế vận hội diễn ra đó, thì người ta thấy hiện nay thì như quý vị đang nhìn thấy, đây là một cái bảng rất là dài đến tất cả những cái quốc gia đã tham dự. Nhưng chúng tôi chỉ lấy một đoạn ngắn và từ các cái quốc gia đứng thứ hàng 30 trở lên thôi. Và đây là cái thứ tự mà chúng ta có thể thấy. Cái hàng đầu tiên là số huy chương vàng mà các quốc gia đã đạt được. Hàng thứ hai là huy chương bạc, hàng thứ ba là huy chương đồng. Và cái hàng thứ tư đó là cái tổng số huy chương mà các quốc gia này đã đạt được. Chẳng hạn như Ý thì là 40 tổng số, gồm 12 vàng, 13 bạc, 15 đồng, rồi và tổng số là 40. Đó là đại khái như vậy. Chúng ta cứ tiếp tục cứ theo ở lên trên. Và hai quốc gia mà tương đương với số huy chương vàng nhiều nhất đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc, 40 và 40. Trong khi đó thì tổng sắp các huy chương mà Hoa Kỳ đạt được là 126 huy chương các loại, 40 vàng, 44 bạc, 42 đồng. Trong khi Trung Quốc là 40 vàng, 27 bạc, 24 đồng. Tổng số của họ là 91 huy chương. Hai huy chương vàng cuối cùng mà đội tuyển Hoa Kỳ đã giành được đó là trong cái trận đấu bóng rổ mà chúng tôi vừa thưa cùng quý vị. Đội tuyển bóng rổ nữ Hoa Kỳ đã vào cuộc quyết liệt với nước Pháp và người ta rất là hồi hộp theo dõi. Nhưng mà cuối cùng thì may mắn, huy chương vàng cuối cùng của cái chương trình thi đấu Olympic 2024 đã về tay của Hoa Kỳ, nâng tổng số huy chương vàng của Hoa Kỳ lên 40. Trong buổi lễ thì người ta chứng kiến là tài tử Tom Cruise đã trình diễn một màn đu dây thật là ngoạn mục, giống như trong là bộ phim Mission Impossible. Và sau đó thì ông là người sẽ chuyển cái ngọn đuốc Thế vận hội về Los Angeles. Trong đó thì người ta cũng thấy là bà thị trưởng của Los Angeles cũng đã nhận cái lá cờ luân lưu của tổ chức IOC, tức là tổ chức Thế vận hội Thế giới đó, để nhận lá cờ này về cho Los Angeles 4 năm sắp tới, 2028. Sau đây là cảm nghĩ của người đứng đầu coi như là cái cánh tay chính trị của tổ chức League of United Latin American Citizens, hay viết tắt là LULAC. Quý vị còn nhớ là trong một bản tin trước, tổ chức LULAC trong cuối tuần vừa qua cũng đã chính thức ủng hộ liên danh của Kamala Harris và Watts trong kỳ bầu cử này. Tổ chức LULAC là một tổ chức chuyên tranh đấu cho quyền lợi của người châu Mỹ Latin. Và trong cái kỳ phỏng vấn này thì ông này cho biết rằng là đây là một kỳ bầu cử mang tính cách lịch sử, khi mà chúng ta đã thấy được những người như là cựu tổng thống Donald Trump và đảng của ông ta đang nói về những vấn đề rất là ngộ, những cái ý kiến nó rất là điên khùng. Như quý vị cũng đã biết, họ muốn là trục xuất gần 14 triệu người. Không lẽ là họ muốn gửi quân đội đi mà gõ cửa từng nhà để mà hỏi rằng chúng ta phải cần chứng minh những giấy tờ hợp pháp hay không? Họ đang nói đến những chuyện như là muốn xóa bỏ đi bộ giáo dục cũng như là cắt giảm ngân sách cho giáo dục. Đây là những chuyện rất quan trọng cho cộng đồng của chúng tôi, và chúng tôi thiết nghĩ rằng là chúng tôi cần phải đứng lên để mà binh vực cho hàng trăm ngàn thành viên trong hội của chúng tôi, đặc biệt là những người đang sinh sống tại các tiểu bang chiến địa. Quý vị, đài truyền CNN vừa mới nhắc đến những tiểu bang như là Arizona, Nevada và Wisconsin. Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được một cái gì đó khác biệt để mà có thể giúp đắc cử được một tổng thống cũng như là một phó tổng thống mà có thể đoàn kết được đất nước của chúng ta mà không có chia rẽ đất nước của chúng ta. Vậy chúng tôi đã thấy rằng là một người như là phó tổng thống Kamala Harris là một
đứa con gái của một cặp vợ chồng di dân từ California, và nó có những cái suy nghĩ và tư tưởng nó có thể đoàn kết được đất nước này, và cũng như là giải quyết được một cái hệ thống di trú mà nó đã sụp đổ trong thời gian qua, vân vân. Đây là một cái cuộc gọi là lời phát biểu của ông này, Domingo Garcia, là chủ tịch của tổ chức LULAC, mà trong cuối tuần vừa qua đã chính thức ủng hộ cho bà Kamala Harris. Cũng liên quan đến không khí tranh cử, thưa quý vị, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với một tuần lễ bận rộn khác trong tuần này. Sau những cái cuộc vận động vất vả trong những cuối tuần vừa qua, và đặc biệt là trong những ngày cuối tuần mà chúng ta vừa trải qua, bà Harris đã có bài phát biểu tại một buổi gây quỹ ở San Francisco vào ngày Chủ nhật, trong khi cựu Tổng thống Trump thì cho biết những buổi gây quỹ cuối tuần của ông ở Montana và Wyoming đã quyên góp được khoảng 28 triệu Mỹ Kim cho chiến dịch của ông. Vào ngày thứ Bảy thì chiến dịch của cựu Tổng thống đã tuyên bố họ đã bị tin tặc Iran tấn công, như trong bản tin chúng tôi đã nêu loan cùng quý vị. Và Politico thì đưa tin rằng họ đã nhận được email từ một tài khoản ẩn danh có chứa các tài liệu từ bên trong có hoạt động chiến dịch của cựu Tổng thống, nhưng không rõ là liệu Iran có phải là người chịu trách nhiệm về vụ tấn công này hay không. Politico nêu vấn đề. Tòa Bạch Ốc lên án tất cả các nỗ lực can thiệp của ngoại quốc vào các cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Trong khi đó thì trong những cái cuộc mà khảo sát cũng như cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy thì Phó Tổng thống Kamala Harris hiện nay đang tăng cường đạt được cái nhiều cái điểm hơn là cựu Tổng thống Donald Trump. Phóng viên dữ liệu của CNN là Harry Anton đã phân tích các cái chi tiết như quý vị đang nhìn thấy. Ông ta đưa ra một số các cái so sánh từ hồi tháng 5 khi mà Tổng thống Joe Biden vẫn còn ở trong cuộc đua đó, thì cái số lượng mà người ủng hộ cho cựu Tổng thống Donald Trump nó trên 3 điểm ở các cái tiểu bang chiến địa, chẳng hạn 3 tiểu bang Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Ở đó thì cả quý vị đang nhìn thấy đó, hồi tháng 5 thì cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước 3 điểm, rồi qua Wisconsin thì dẫn trước 1 điểm, và tại Michigan thì dẫn trước 1 điểm. Và sau khi mà Tổng thống Joe Biden đã chấm dứt cuộc đua thì sang tháng 8, theo cái bản thống kê này, thì Phó Tổng thống Harris hiện nay đang dẫn trước với kể cả 3 tiểu bang đều là 4 điểm ở Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Thì tất cả những cái điều này đó thì hiện nay thì theo như cái lời nhận định của Henry Anton này nè, thì cho biết rằng là tuy nó chỉ là những con số, nhưng nó cũng thể hiện cái phần nào những cái kết quả hiện nay mà người ta đang chú ý ở các cái tiểu bang mà tạm gọi là 3 cái tiểu bang chiến trường quan trọng nhất trong cái vấn đề này. Trở lại hồi tháng 6 thì chẳng hạn cái biên độ mà sai số giữa sự ủng hộ của cựu Tổng thống Trump và Tổng thống Biden nó cũng khác nhau, tức là khoảng trung bình là 2 điểm. Nhưng mà qua tháng 8 thì cái biên độ này nó lại vừa bà Harris lại vượt lên 2 điểm dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump. Thì đó là một số các cái thăm dò mới nhất mà CNN vừa đưa lên trong sáng ngày hôm nay. Sau đây là hình ảnh của một cái nỗ lực để mà dọn sạch các rong biển đang khiến cho cái khu vực mà gọi là du lịch ở tại Fort Myers Beach, tiểu bang Florida gặp rất nhiều khó khăn. Nhân viên đang dọn dẹp các rong biển trong một cái quá trình mà nó sẽ kéo dài cho đến vài tuần lễ. Sau khi mà có thấy là một dãy các rong biển đã giống như là đổ vào trong bờ biển của Fort Myers, tiểu bang Florida, và nó khiến cho nơi đây từ một cái bờ biển mà gọi là xanh tươi vào tháng 4, bây giờ nó lại trở thành một cái bờ biển mà nó có cái màu nâu nâu, bởi vì những cái algae, những cái rong biển này nó đã coi như là từ bờ biển mà nó lại trôi dạt vào trong đất liền. Khoảng 40 tấn rong biển sẽ được chuyển đi từ khu vực Fort Myers Beach, và quý vị đang thấy là họ phải đem tới xe cần cẩu rất là lớn, những xe tải rất là hàng nặng để mà gọi là tiếp tục trong cái nỗ lực để mà dọn dẹp cái khu vực này. Rong biển thì theo các cư dân ở đây cho biết nó không có thơm giống như là một cái bó hoa hồng, mà nó có cái mùi nó cũng rất là khó chịu cho những người nào mà gọi là không quen hửi với cái mùi rong biển này. Sang qua cuộc tình hình cuộc chiến ở tại dải Gaza, thưa quý vị, một đoạn phim của đài CNN đã được quay vào ngày Chủ nhật ngày hôm qua và đã được phát lên sáng sớm ngày hôm nay, ghi lại cảnh tượng ở tại thành phố Khan Yunis khi người dân đã di tản theo lệnh của quân đội Israel.
Đoạn phim cho thấy là các gia đình đang rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời của họ trên tất cả các phương tiện mà họ có thể có được, kể cả trên xe lừa, trên xe tải, trên xe hai bánh và tất cả các phương tiện. Những con phố phủ đầy bụi và sự tàn phá ở chung quanh như chúng ta đang thấy ở trên màn hình, chật kín những con đường người đã phải vội vã để di chuyển. Và nó tạo ra một cái tình trạng kẹt xe không thể vượt qua được. Quý vị đang nhìn thấy trên màn hình, kể cả thậm chí có những gia đình đã phải lết thết đi bộ như vậy. Trong một đoạn phim thì một người đàn ông ngồi trên đống đồ đạc trên một chiếc xe tải đã bày tỏ sự thất vọng: chúng tôi lại phải di dời vì chiến tranh. Quý vị không thấy tình hình hiện tại thế nào sao? Mọi người gọi chúng tôi vào ban đêm và bảo chúng tôi là phải đi ngay lập tức. Lực lượng Mossad đã gọi chúng tôi và tất cả mọi người đã phải rời đi như quý vị đang nhìn thấy. Đây là tất cả những phương tiện mà người dân ở tại Khan Yunis phải đi được. Kể cả một người thanh niên quý vị nhìn thấy sử dụng cả một cái xe lăn và trên đó chất những cái dụng cụ, những cái đồ đạc mà còn có lại được sau nhiều cuộc di tản đã diễn ra. Abu Tarek Abu Taim đã kể lại khoảng khách mà buộc phải chạy trốn. Và buổi sáng thì chúng tôi ngạc nhiên khi mọi người gọi cho cư dân của hai tòa tháp tại thị trấn Hamad và họ nói rằng các người phải di tản khỏi nơi này và không có nhiều thời gian đâu, phải đi ngay lập tức. Những người có thể mang theo số đồ đạc ít ỏi của mình và những người không thể mang theo thì ra ngoài mà không có cái gì cả. Một cư dân tên là Ayman Haswa thì chia sẻ sự thất vọng của mình. Họ đã lên tiếng đe dọa thị trấn Hamad và nói rằng chúng tôi ở khối 36 phải di tản tất cả mọi thứ. Tôi không biết tại sao họ đã thả tờ rơi vào buổi sáng và mọi người đều phải đổ dồn ra đường với tất cả những gì mình có và bằng tất cả những phương tiện nào có thể có được để phải đi ngay lập tức. Trước đó vào ngày thứ Sáu thì Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đã báo cáo là rằng 60.000 người Palestine hiện nay đang di chuyển đến Gaza khi lệnh di tản của Israel được mở rộng trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, trong khi thế giới vui mừng sự kết thúc của Thế vận hội Paris trong năm nay, thì thành phố Athens của Hy Lạp lại bị bao trùm trong khói lửa. Chắc quý vị cũng nhớ rằng là Athens hay là Hy Lạp là cái nơi mà đã phát sinh ra các trò chơi trong Thế vận hội. Cư dân của thành phố Athens đã được nhận lệnh là phải di tản ra khỏi nhà của họ vì cơn lửa nó đã bốc cháy rất là nhanh, bắt đầu từ phía bắc của thành phố này. Ngọn lửa này đã bùng phát vào ngày Chủ nhật vừa qua và tới ngày hôm nay nó vẫn còn đang coi như là cháy một cách lan rộng qua đêm. Hơn 500 lính cứu hỏa tại thành phố Athens cũng như là các tình nguyện viên khác đã bắt đầu đối phó với ngọn lửa này vào ngày Chủ nhật và nó đang coi như là nó đang đốt cháy một cách rất là nhanh. 20 phi cơ thả nước đã hoạt động qua đêm để mà cố gắng kiểm soát ngọn lửa này. Ít nhất 6 người đã được đưa đến các bệnh viện địa phương để mà điều trị liên quan đến những coi như là tổn thương liên quan về vấn đề mà gọi là hít khói vô quá nhiều. Và hiện nay các giới chức của Hy Lạp đang cảnh cáo rằng là vì tình trạng hạn hán nóng bức ở tại quốc gia này, cho nên nó khiến rằng là mỗi lần mà có những cái trận hỏa hoạn thì nó sẽ đốt một cách rất là dữ dội. Trở lại với tình hình căng thẳng ở tại khu vực Trung Đông, thưa quý vị, trước những cái sự lo lắng của quốc tế liên quan đến việc là Iran có thể tấn công vào Israel bất cứ lúc nào, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Yoav Gallant đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin là các hoạt động chuẩn bị quân sự của Iran cho thấy là nước này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công với quy mô lớn. Căng thẳng gia tăng vào ngày Chủ nhật hôm qua sau khi Israel cho biết là khoảng 30 hỏa tiễn được phóng từ Lebanon. Tất cả những điều này trước các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza theo kế hoạch dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì Hamas đã đưa ra một cái thông báo có thể cho biết rằng có thể là họ sẽ không tham gia vào cuộc đàm phán kế tiếp nếu không dựa theo những cái kết quả đã đàm phán được tính cho đến nay. Theo lời phóng viên của Jeremy Diamond của CNN thì thông báo rằng vài ngày trước đây một hội nghị thượng đỉnh có khả năng quan trọng cố gắng hoàn tất thả thuận thả con tin và ngừng bắn. Hiện nay thì Hamas đang nghi ngờ liệu là họ sẽ có thực sự tham dự vòng đàm phán mới nhất này hay không. Trong một tuyên bố vừa đưa ra thì Hamas nói rằng họ muốn thấy một thỏa thuận dựa trên các vòng đàm phán trước đó
thay vì là sẽ tham gia vào một vòng đàm phán mới liên quan đến vấn đề. Phong trào yêu cầu những người hòa giải trình bày một kế hoạch thực hiện những gì mà họ đã trình bày với phong trào và đã thỏa thuận vào hồi ngày 2 tháng 7 năm 2024 dựa theo tầm nhìn của Tổng thống Biden và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và buộc bên chiếm đóng phải làm như vậy thay vì tiến hành các vòng đàm phán tiếp theo hoặc là các đề nghị mới. Bây giờ thì lực lượng Hamas nói rằng họ đã đi đến lập trường mới nhất này sau cuộc tấn công của Israel vào một khu trường học ở tại dải Gaza. Cuộc tấn công diễn ra vào ngày thứ Bảy cuối tuần vừa qua làm thiệt mạng ít nhất là 90 người Palestine, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, theo các quan chức ở Palestine đã cho biết như vậy. Và ngay cả khi điều này đang diễn ra vài tiếng đồng hồ trước đó, một nguồn tin của người Israel quen thuộc với các cuộc đàm phán nói rằng thủ lĩnh Yahya Sinwar Hamas thực sự muốn có một thỏa thuận. Đó là thông điệp mà các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar truyền đạt đến các quan chức Israel, rằng thủ lĩnh Yahya Sinwar muốn đạt được một thỏa thuận ngưng bắn. Nhưng câu hỏi mà chúng ta đang tìm hiểu hiện nay, chính xác thỏa thuận đó là gì, thì chúng ta không có câu trả lời khi mà nhận được cái phần thông báo chính thức từ Hamas là họ muốn thấy những cái kết quả qua những vòng đàm phán trước khi tiến hành một cuộc đàm phán mới liên quan đến vấn đề con tin và ngưng bắn. Một số các giới chức phân tích quân sự về vấn đề tình hình ở tại Trung Đông cho biết rằng là một cuộc chiến toàn diện ở tại khu vực này có thể nổ ra bất cứ lúc nào và nó sẽ kéo Hoa Kỳ vào trong cuộc. Một số các nguồn tin am hiểu về vấn đề này cho biết là hiện nay Iran đang cân nhắc một cuộc gọi là tổng tấn công nhắm vào Israel. Iran hậu thuẫn cho tổ chức Hezbollah tại Lebanon và hậu thuẫn cho tổ chức Hamas trong dải Gaza. Và Tòa Bạch Ốc đã kết luận rằng là đây là hai tổ chức do Iran hậu thuẫn và giật dây. Cho nên rằng là ba nguồn tin cho biết rằng là Iran muốn báo thù việc mà Israel đã ám sát lãnh đạo của Hamas ngay tại Tehran vào 2 tuần trước đây. Và hiện nay tổ chức Hezbollah tại Lebanon cũng đã trao đổi những cuộc gọi là bắn hỏa tiễn nhắm vào bên nhau. Và bây giờ thì Iran sau khi mà cái cuộc họp với các quốc gia khác trong Trung Đông và những quốc gia mà theo đạo Hồi giáo đó, hiện nay đang cân nhắc cái việc mà bắn có thể bắt đầu một cuộc tấn công trực diện vào Israel trong những ngày tới đây. Liên quan đến vấn đề vừa nêu thì Hoa Kỳ đã chính thức gửi một tàu ngầm hỏa tiễn dẫn đường đến Trung Đông trước cuộc tấn công dự kiến từ Iran vào Israel có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Theo lực lượng hải quân Hoa Kỳ thì tàu ngầm Hoa Kỳ Georgia đã hoạt động ở khu vực Địa Trung Hải trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, ngũ giác đài cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã chính thức ra lệnh cho tàu này tiến đến khu vực vùng biển Trung Đông. Các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân như là tàu ngầm Hoa Kỳ Georgia hoạt động là hoàn toàn, gần như là hoàn toàn bí mật, và cái con đường đi của nó hoặc là cái tầm hoạt động như thế nào thường ít được thông báo. Ngũ giác đài cho biết là Bộ trưởng Austin đã đẩy nhanh việc đưa một nhóm các tàu hàng không mẫu hạm đến khu vực này. Và như vậy là có vẻ như Hoa Kỳ cũng đã chuẩn bị đàng hoàng liên quan đến vấn đề này. Hoạt động của các tàu ngầm hỏa tiễn Hoa Kỳ hiếm khi được tiết lộ một cách công khai như chúng tôi đã nêu cùng quý vị. Nhưng qua cái hành động này và khi mà ngũ giác đài xác nhận là họ đang chuyển tàu ngầm này đến khu vực, có nghĩa là Hoa Kỳ muốn đưa ra một thông điệp rõ ràng về sự răn đe đối với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ một cách mạnh mẽ nhất có thể đối với Israel hiện nay và phải ngăn ngừa tất cả các mọi hành động làm căng thẳng leo thang ở tại khu vực. Đây là một cái thông điệp rõ ràng nhất gửi đến cho Iran trong cái việc là có thể có một cuộc chiến diễn ra ở khu vực. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, trong một bài báo từ Washington Post đưa ra trong ngày hôm nay đã cho thấy rằng có ít nhất là 2 nhà lập pháp nổi tiếng đang yêu cầu các quan chức tình báo cần cung cấp thêm một số các thông tin về việc là liệu Ủy ban tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump có bị tin tặc nước ngoài nhắm mục tiêu hay không. Phần tin này chúng tôi đã gửi đến quý vị trong phần tin trước của Việt Face Today.
Các nhà phân tích và chuyên gia tình báo đã cảnh báo vào ngày Chủ nhật hôm qua là các thế lực ngoại quốc có thể đang có những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá hoại cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tại Hoa Kỳ vào cuối năm nay, sau khi chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump đã cho biết rằng họ tin rằng hệ thống email đã bị tin tặc Iran xâm phạm. Cho đến nay thì hai thành viên ở Hạ viện, các thành viên của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện từng phục vụ trong các ủy ban tình báo và an ninh của Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi họp báo và giải mật các thông tin liên quan đến khả năng can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử này. Và ngay lập tức đã có một số các câu hỏi liên quan đến vấn đề này được đặt ra. Và người ta cũng để ý đến cái việc là liệu các nhân viên làm việc trong ủy ban bầu cử của cựu tổng thống Donald Trump có giữ gìn các tài khoản email của mình, các tài khoản email, các địa chỉ email mà theo đó là phải rất cẩn mật, và cái cách thức họ sử dụng các cái phương pháp bảo mật như thế nào mà lại bị tin tặc xâm nhập. Và điều này cũng làm cho người ta nhớ lại trong cuộc bầu cử năm 2016, tin tặc từ Nga cũng đã xâm phạm vào các tài khoản email của phía Đảng Dân Chủ và lấy ra một số các thông tin từ ứng cử viên Dân Chủ lúc đó là bà Hillary Clinton. Và ngay lập tức thì dĩ nhiên nó đã ảnh hưởng một cách trầm trọng đến cuộc bầu cử vào năm đó. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần nhận định và phân tích với Thái Lê Diệp là vì liệu cái việc này nó có ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử sắp tới của chúng ta hay không? Dạ thưa quý vị, chắc chắn rằng là nó có, nhưng mà nó có rồi mà nó xảy ra trong hình thức nào thì chúng ta không có đoán trước được. Nhưng cái việc mà ban đơn cử của ông Trump vừa mới bị hack, nó đưa ra một cái dấu hiệu rằng là từ đây cho tới ngày bầu cử sẽ còn những cái gọi là những cái chiêu trò từ các quốc gia ngoại bang mà muốn ảnh hưởng hay là muốn thao túng đến kết quả bầu cử của Mỹ, nó sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta thấy rằng là có một số đất nước chắc chắn rằng sẽ không có muốn thấy bà Kamala Harris đắc cử. Có một số đất nước lại muốn thấy ông Trump đắc cử. Bây giờ mình cứ nói để có cái cơ sở để mình phân tích đi. Lấy ví dụ đi. Tôi chỉ nói là ví dụ thôi nha. Ví dụ đi. Nga muốn thấy ông Trump đắc cử, không muốn thấy bà Kamala Harris đắc cử. Thì nếu mà được đó thì Nga sẽ cố gắng soi mói tìm ra những cái thông tin bất lợi gây tai tiếng đến cho bà Harris, gây tai tiếng đến lại ông Tim Watts, và họ sẽ tìm cách để mà tung những cái thông tin này ra cho giới truyền thông gọi là khai thác. Nhưng mà trong cái chiều hướng khác, chắc chắn là cũng có một số cái quốc gia không muốn thấy là ông Trump thắng cử. Ví dụ như giữa một chính quyền Dân Chủ và một chính quyền Cộng Hòa đó, hay là giữa Kamala Harris và Donald Trump đó, thì cái người mà sẽ thiên vị cho Do Thái, cho Israel nhiều hơn, tuyệt đối hơn, đó chính là Đảng Cộng Hòa và ông Trump. Cho nên đối với những thế lực nào mà muốn thấy một chính quyền Mỹ có những cái chính sách mà nó trung dung hơn cho người Palestinian cũng như là người Israel đó, thì theo cái thường lý họ sẽ nghiêng về một chính quyền của Đảng Dân Chủ hoặc là bà Kamala Harris nhiều hơn, vì họ không muốn thấy là một cái chính quyền của nước Mỹ, một tổng thống Đảng Cộng Hòa như ông Trump mà gọi là chỉ có thiên vị cho Israel 100%, không nghĩ đến những cái khó khăn của bên người Palestinian, cũng không nghĩ đến những cái quyền lợi của một số các quốc gia Ả Rập ở tại khu vực Trung Đông. Thì đó là hai ví dụ mà chúng tôi muốn đưa ra để cho quý vị thấy rằng là bầu cử tại Mỹ nó không phải thuần túy là một cái sinh hoạt chính trị nội bộ của đất nước chúng ta, mà tại vì đất nước của chúng ta là một cường quốc ở trên thế giới, và người nào ngồi trong tòa Bạch Ốc nó không những là nó ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân ở trong nước, mà nó còn ảnh hưởng đến cái vận mạng sôi nổi của các nước khác mà chúng ta đã từng thao túng ở trong quá khứ. Thì trong cái khuôn khổ đó, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ còn nhiều những cái màn mà là bất ngờ nữa nó xảy ra. May mắn rằng cho ông Trump đó là cái kỳ này, khi mà các tin tặc lấy được những cái email và hồ sơ trong ban tranh cử của ông Trump và trong Đảng Cộng Hòa, khi mà họ đưa ra cho hai cơ quan truyền thông, đó là tờ báo Political và tờ Washington Post, thì hai cơ quan truyền thông này quyết định rằng là không có
khai thác về những nội dung đó. Là tại vì cái nguồn gốc từ những cái hồ sơ, những cái tài liệu này nó không rõ. Phóng viên của Mỹ cũng không phải là khờ. Không lẽ là một ngày nào đó mình nhận được một tập hồ sơ từ một cái người đó mình không bao giờ biết, mà nó toàn là những cái chuyện vừa là giật gân của các chính khách hay là của các chính trị gia tại Mỹ mà mình cứ lấy ra mình viết như là chuyện mà gọi là từ trời rơi xuống. Khi mà nhận được những hồ sơ này, những biên tập viên tờ Washington Post và như tờ Politico cũng đã muốn vặn lại người gửi, là hỏi là ồ, ông bà là ai, tại sao ông bà có được những cái hồ sơ này. Nhưng mà cái đó là cách mà gọi là đối xử tử tế. Chúng ta không biết rằng là trong tương lai những tờ báo khác hay là những cơ quan truyền thông khác, nếu mà họ có cái gọi là nó có, họ có một cái phong tác là việc mà hơi lá cải chút xíu đó, họ có hành xử như vậy không, hay là họ nhận được và họ nói ồ cái này những cái tin này nó hot quá, thôi chắc ngày mai phải đưa lên trang đầu liền. Thì đó là những cái mà chúng ta sẽ không có ngờ trước được. Và trong 90 mấy ngày còn lại, chắc chắn rằng những thế lực trong và ngoài nước vì quyền lợi của họ sẽ cố gắng ảnh hưởng đến kỳ bầu cử này một cách mà gọi là không hợp pháp và cũng không có quân tử cho lắm. Nhưng mà đó là chính trị thời nay. Xin trở lại với anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, tất cả những cái điều này rồi chắc chắn rằng Bộ Nội an Hoa Kỳ cũng như là các lực lượng tình báo của Hoa Kỳ sẽ phải làm sáng tỏ, và cái điều quan trọng nhất là vẫn phải nỗ lực một cách mạnh mẽ nhất để có thể ngăn ngừa tất cả những cái điều này. Tại vì đây không phải là một cái vấn đề đơn sơ, đơn giản mà chúng ta chỉ hô hào lên thôi, mà rõ ràng nó sẽ có và tiếp tục sẽ còn những cái thế lực ở ngoại quốc muốn ảnh hưởng cuộc bầu cử của Hoa Kỳ sắp tới. Những điều này đã được các thành viên cao cấp của Đảng Dân Chủ, như chúng tôi cũng đã thưa cùng quý vị, đó chính xác là dân biểu Adam Schiff, là cựu ủy viên, cựu chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện, và dân biểu Swalwell đại diện cho California cũng đã nêu cái vấn đề này. Và chắc chắn chúng ta sẽ còn theo dõi nhiều diễn biến liên quan đến sự kiện vừa nêu. Cảm ơn sự phân tích của Thầy Đại Diệp và cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Steven Trần Financial. Chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance. No income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Trần. Gọi ngay 714-791-2222. Tân Sinh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Đặc biệt, chúng tôi có những chương trình Clever Care 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânsanhyen.com. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona. Kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Gia Hân Music and Videos 407-704-6970. Free shipping. Nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn. 714-766-3345. Tiền lời đã giảm, tiền lời đã giảm. Chúng tôi rất hân hạnh đang cộng tác với những wholesale lender và họ đã đua nhau giảm tiền lời để có thể giúp cho quý vị mượn được tiền mua nhà đầu tư, mua nhà để ở hoặc refinance. Đây là cơ hội tốt cho quý vị. Quý vị có thể mượn được tiền rất dễ dàng, không có việc làm, không có income, không khai thuế, không thành vấn đề. Steven Trần Financial ở miền Nam California, nhưng chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng ở khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ. Quan trọng nhất là chúng tôi giúp được cho quý vị mượn được tiền từ wholesale lender. Khi nói wholesale thì chắc chắn là phải rẻ, bởi vì không rẻ nhất không phải là Steven Trần. Gọi ngay 714-791-2222. Chắc chắn quý vị sẽ thật sự hài lòng. Bổ thận hại cẩu hoàng, đài loại dược thảo chuyên hỗ trợ về suy thận. Thận là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Thận được xem như là gốc rễ của mọi hoạt động, nên khi cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa thì việc quan trọng nhất là tìm đến những phương thuốc lấy lại tuổi thanh xuân. Bổ thận hại cẩu hoàng chính là loại dược thảo xuất sắc nhất, giúp ngủ ngon, giảm tiểu đêm, giảm đau lưng mỏi gối, cải thiện chức năng sinh lý, tăng cường hệ thống miễn dịch. Bổ thận hại cẩu hoàng được sản xuất tại Hồng Kông. Mọi thông tin xin gọi về Tân Xanh Yến 714-839-6712 hoặc 1
0988 982 8828 hoặc vào trang nhà tânsanyến.com. Tân San Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. DMJ Gems kim cương nhân tạo Lab Grown Diamond và Moissanite 3D Arizona hiện nay có hai loại kim cương nuôi trưởng thành tự nhiên và trưởng thành bằng hóa chất. Kim cương trưởng thành tự nhiên không khác gì kim cương thiên nhiên, đặc biệt độ cứng. Lưu ý, kim cương trưởng thành tự nhiên có hai tờ giấy giám định của quốc tế và Hoa Kỳ, được kèm theo bộ bảo hiểm trọn đời của công ty bảo hiểm lớn nhất Hoa Kỳ GIA, nước D, Clarity IF, 1 carat 800 mỹ kim, 2 carat 1600 mỹ kim, 3 carat 3200 mỹ kim. Loại kim cương ghép bằng hóa chất thì rẻ hơn 30-50% tùy theo ghép bằng hóa chất gì và thời gian ra đời. Hiện nay có thêm loại ghép bằng moissanite của Ấn Độ và Trung Quốc rẻ hơn 70% so với kim cương trưởng thành tự nhiên GIA. DMJ Gems có đủ thông tin về kim cương nhân tạo Lab Diamond Natural Grown và Lab Diamond Chemical Grown. Xin thông báo moissanite 3D Arizona được đổi Lab Grown Diamond và kim cương thiên nhiên giá rẻ rẻ nhất thị trường. Xin gọi Helen 480-289-1696, Zalo 480-289-1696. Dàn karaoke nhà quý vị đang sử dụng là gì? Nếu là analog thì phải nâng cấp thôi. Analog Amplifier đã hoàn thành sứ mệnh đã lỗi thời. Công nghệ karaoke mới nhất bây giờ phải là Digital Mixer. Đây là bộ xử lý trung tâm bộ não của hệ thống karaoke thời thượng với các công nghệ mới nhất hiện đại nhất. Tiếng nhạc sạch sẽ, tiếng hát ngọt ngào, bay bổng, đặc biệt dễ hát, hát lâu không mệt, chống hú cực tốt với nhiều loại micro khác nhau. Digital Mixer thế hệ mới tại Gia Hưng dễ dàng phối ghép, phù hợp với nhiều dàn loa có sẵn hay thậm chí phối ghép cùng dàn nghe nhạc hi-fi high-end có sẵn, chỉ cần đủ công suất là được. Tháng 5 là cơ hội để nâng cấp hệ thống dàn karaoke của quý vị. Nhiều loại digital mixer, power amply, microphone cao cấp đang có giá hấp dẫn tại Gia Hưng Music và Video. Xin gọi cho Gia Hưng 407-704-6970, địa chỉ 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida, hoặc vào website gia-hung-music-videos.com. Văn phòng thẻ xanh tập trung chuyên về bảo lãnh. Nếu tôi là bạn thì tôi chỉ chọn văn phòng thẻ xanh khi cần bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, fiancé, con cái, anh chị em. Có văn phòng đại diện tại Việt Nam, quận Tân Bình để giúp đỡ cho thân nhân tại Việt Nam. Đặc biệt chứng chỉ về Việt Nam kết hôn, xin thẻ xanh ở lại Mỹ luôn, đổi thẻ xanh, thì quốc tịch Mỹ. Lưu ý, nếu có ai đã nộp hồ sơ bảo lãnh rồi thì cần phải có người xem trình trạng hồ sơ thường xuyên. Hồ sơ bảo lãnh có thể đã bị đóng mà chẳng ai hay biết gì cả. Xin gọi liền 714-766-3345 hoặc website congtythexanh.com. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được những thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.